Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu-đê và ngang 6 cu-đê để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn, vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên, và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bây giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình xuống và thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy, có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giuđa. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, nguyền vua sống đời đời. Hỡi vua, chính vua đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì phải sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng. Và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Vả, ở đây có mấy người Giuđa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô tâu lại cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô mà quăng vào lò lửa hực. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo sống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quan Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô bị ngọn lửa cháy hết.
còn ba người Shadrach, Meshach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: tâu vua, phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: hỡi Shadrach, Meshach và Abednego, là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Shadrach, Meshach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị suy sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này: bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị phân thây. Nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Vua bèn thăng chức cho Shadrach, Meshach và Abednego trong tỉnh Babylon. Chương 4. Vua Nebuchadnezzar truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất rằng: nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta lấy làm tốt lành mà ra cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời rất cao đã làm ra đối với ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Ta, Nebuchadnezzar, ở yên lặng trong cung ta và thịnh vượng trong đền ta. Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ sệt. Những ý tưởng của ta ở trên giường và những sự hiện thấy của đầu ta làm cho ta bối rối. Vậy, ta truyền chiếu chỉ đem hết thảy những bác sĩ của Babylon đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. Bây giờ, những đồng bóng, thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể điềm chiêm bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta. Sau hết, có Daniel, gọi là Belteshazzar, theo tên thần của ta, người được linh của các thần thánh cảm động, thì đến ra mắt ta. Ta kể chiêm bao ta cho người mà rằng: hỡi Belteshazzar, ngươi làm đầu các thuật sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong ngươi, và không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi. Vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chiêm bao ta đã thấy, và hãy giải nghĩa. Này là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem, và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh. Ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Ta nhìn xem những sự hiện thấy trong đầu ta khi ta nằm trên giường, và này, có một đấng thánh canh giữ từ trên trời xuống. Người kêu lớn tiếng và nói rằng: hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và vải trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khỏi nhành nó. Dầu vậy, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, mà cột nó bằng một dây xích sắt và đồng,
nơi giữa cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị sương trên trời thấm ướt, và cho người cùng các loài thú chia phần cỏ dưới đất, cho lòng người bị đổi đi, và người được ban cho lòng thú, và trải qua bảy kỳ trên người. Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người. Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Ta đây là vua Nebuchadnezzar đã thấy điềm chiêm bao ấy. Vậy, hỡi Belteshazzar, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không có thể giải nghĩa cho ta được. Nhưng ngươi giải được, vì linh của các thần thánh ở trong ngươi. Bây giờ Daniel, gọi tên là Belteshazzar, bị câm trong dây lâu và những ý tưởng làm cho người bối rối. Vua lại cất tiếng nói rằng, hỡi Belteshazzar, đừng cho điềm chiêm bao và sự giải nghĩa làm rối ngươi. Belteshazzar nói rằng, thưa Chúa, nguyện cho điềm chiêm bao đến cho những kẻ ghét Chúa và sự giải nghĩa cho kẻ thù nghịch Chúa. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và mạnh, ngọn chấm đến trời và khắp đất đều xem thấy, lá thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng ở dưới bóng nó, các loài chim trời làm ổ trên nhành nó. Hỡi vua, ấy là chính mình vua. Vua đã trở nên lớn và mạnh, sự cao cả của vua tăng thêm và thấu đến trời, quyền thế vua đến đầu cùng đất. Xong, đến điều vua thấy một đấng thánh canh giữ từ trời mà xuống và nói rằng, hãy đốn cây và hủy phá đi, xong hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị nhuần thấm bởi sương móc trên trời, và cho người có phần với các thú đồng cho đến khi đã trải qua trên người bảy kỳ. Hỡi vua, này là lời giải, và này là mạng lệnh của đấng rất cao đã đến trên vua, Chúa tôi. Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ ở vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ được thấm nhuần sương móc trên trời. Bảy kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận biết các từng trời cầm quyền thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua. Vậy nên hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua. Hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi. Hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Babylon thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. Rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản tay ngài và hỏi rằng, ngài làm chi vậy? Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta.
ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta. Sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước, và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Chương 24. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đang đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chứa cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa, Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây, thì sự có người đến sẽ cũng thế ấy. Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rúng động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy khá biết rằng con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó,
chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào, khi có người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi có người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay cách nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các diền mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm,
ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.